Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tặng tên miền hosting hotline tư vấn làm web 18006223 website duyanhweb.com.vn. Mở rộng mối quan hệ khi bạn là người hay ngại ngùng. Giao tiếp để mở rộng các mối quan hệ chưa bao giờ là việc dễ dàng. Và nó lại càng khó khăn hơn nếu bạn hay ngại ngùng hoặc dễ xấu hổ, hay nói cách khác bạn là người sống nội tâm. Giống như tôi, nếu bạn luôn mong ước rằng mình có đủ sự tự tin để gây ấn tượng với đám đông và tạo được sự chú ý bằng những câu chuyện phiếm thì bài viết dành cho bạn. Đây là những cách mà tôi sử dụng cho chính bản thân mình, vì tôi cũng là một người hướng nội. Giao tiếp để mở rộng các mối quan hệ chưa bao giờ là việc dễ dàng, và nó lại càng khó khăn hơn nếu bạn hay ngại ngùng hoặc dễ xấu hổ. Hay nói cách khác, bạn là người sống nội tâm, giống như tôi. Nếu bạn luôn mong ước rằng mình có đủ sự tự tin để gây ấn tượng với đám đông và tạo được sự chú ý bằng những câu chuyện phiếm thì bài viết dành cho bạn. Đây là những cách mà tôi sử dụng cho chính bản thân mình, vì tôi cũng là một người hướng nội. Thứ nhất, đừng sợ hãi gặp gỡ người khác. Khi bạn gặp ai đó lần đầu tiên, hãy chào hỏi một cách bình thường. Giới thiệu đơn giản về bản thân và tỏ ra rằng bạn cũng muốn biết một chút về đối phương. Nếu như bạn ở trong một hội nghị hay sự kiện có quá nhiều người, hãy nói chuyện với người tổ chức để giúp bạn tìm kiếm một ai đó để tạo dựng một mối quan hệ. Và giới thiệu bạn tới người đó. Khi được giới thiệu, bạn sẽ thấy thoải mái hơn để bắt đầu cuộc nói chuyện với đối phương. Thay vì tự tiếp cận một cách đột ngột, điều này sẽ khiến cả hai lúng túng và bạn sẽ cảm thấy khó khăn hơn. Tất nhiên, không phải lúc nào bạn cũng tìm kiếm được một người giúp giới thiệu bản thân mình tới người khác. Vậy thì, hãy hít thở thật sâu và bước lên phía trước một mình thôi. Dù có thành công hay thất bại trong việc tạo dựng một mối quan hệ mới, ít nhất bạn cũng đã không bỏ lỡ cơ hội vì sự nhút nhát của mình. Thứ hai, chuẩn bị sẵn những câu hỏi. Không một cuộc đối thoại nào lại có thể phát triển khi thiếu các câu hỏi. Nếu bạn chỉ biết trình bày mà không biết đặt câu hỏi cho đối phương, thì sớm hay muộn cuộc nói chuyện cũng trở nên nhàm chán và đi vào ngõ cụt, bạn lại một lần nữa thất bại trong việc cố mở rộng mạng lưới quan hệ của mình. Những người hay ngại ngùng hoặc xấu hổ thì rất dễ bị lúng túng khi giao tiếp. Cách tốt nhất là bạn hãy chuẩn bị sẵn những câu hỏi bạn có thể sử dụng khi tiếp cận người khác lần đầu. Tránh để tình trạng bản thân vì quá ngượng ngùng mà không biết phải nói tiếp điều gì. Công việc của anh chị là gì vậy? Lý do gì mà anh, chị hay bạn lại chọn ngành nghề này? Lúc rảnh rỗi bạn thường làm gì? Những câu hỏi rất bình thường nhưng lại là vị cứu tinh cho những người dễ ngượng ngùng khi bắt chuyện với người lạ. Và phát triển cuộc hội thoại đi xa hơn. Và hãy nhớ, không đặt những câu hỏi đóng mà người kia chỉ cần trả lời có. Không hay đúng, sai, như vậy cuộc nói chuyện của bạn sẽ chấm dứt rất nhanh. Thứ ba, sử dụng khả năng lắng nghe một cách phù hợp. Những người hướng nội, ngại giao tiếp thường sẽ đặc biệt giỏi lắng nghe và thấu hiểu cảm xúc của người khác. Việc chỉ giỏi lắng nghe mà không thể nói năng hoạt bát không thể khiến những người xung quanh muốn bắt chuyện hay kết bạn với bạn. Và cũng không hề khiến bạn nổi bật lên trong đám đông. Nhưng một khi bạn có thể phá bỏ sự ngại ngùng xấu hổ của mình, để kéo người khác vào một cuộc đối thoại với bạn, thì khả năng lắng nghe và thấu hiểu đó lại chính là điểm nhấn để họ ghi nhớ bạn rõ hơn. Lắng nghe chăm chú và đưa ra một vài lời quan tâm một cách phù hợp sẽ. Duy Anh Web liên tục khai giảng khóa học bán hàng online đa kênh 4.0 cầm tay chỉ việc một kèm một hotline tư vấn khóa học 18006223 website duyanhweb.edu.vn. Giúp bạn gây dựng và phát triển một mối quan hệ có ý nghĩa. Bạn hãy nhớ rằng bản chất của con người là ích kỷ, ai cũng muốn được người khác lắng nghe suy nghĩ của mình. Thứ tư, không tiếc những lời ca ngợi. Nếu bạn dễ ngượng ngùng xấu hổ và không thể giao tiếp trò chuyện hoạt bát, thì tại sao không dùng những lời khen có cánh trong những câu đối thoại ít ỏi của mình để tranh thủ gây ấn tượng với người khác một cách nhanh nhất? Từ những lời khen nhỏ nhất cho tới những câu từ hoa mỹ, không có ai lại không muốn nghe người khác khen ngợi mình. Đặc biệt là những người thành đạt, đối tượng mà bạn luôn muốn có thể mở rộng mạng lưới kết nối. Tuy nhiên, hãy đảm bảo rằng những lời khen của bạn nghe phải thật chân thành, chứ không quá khiên cưỡng và giả tạo. Hãy nghĩ kỹ về lời khen nào đó trước khi nói, để tìm khoảnh khắc phù hợp và để chắc chắn là bạn có thể nói ra một cách tự nhiên. Nếu bạn cảm thấy không muốn nói ra, vậy thì hãy giữ lời khen đó lại, để tránh gây lúng túng cho cả hai. Thứ năm, không đưa ra bất kỳ lời khuyên gì nếu không được hỏi. Có rất nhiều chủ đề hay câu chuyện mà bạn có thể nói tới khi bắt chuyện với người khác lần đầu tiên. Giống như những gì tôi đã chia sẻ ở trên, những câu hỏi bình thường hoặc những lời khen ngợi.
Hoặc nếu bạn quá ngượng ngùng tới nỗi không thể nói nhiều thì hãy lắng nghe. Nhưng hãy nhớ tuyệt đối tránh đưa ra những lời khuyên cho đối phương nếu như họ không hỏi bạn. Không ai muốn ngay từ lần đầu gặp mặt đã bị người khác khuyên bảo. Nếu bạn muốn tạo ấn tượng tốt để xây dựng một mối quan hệ bền vững và ý nghĩa, thì hãy tránh hoàn toàn việc đưa ra lời khuyên, trừ khi đối phương muốn hỏi xin lời khuyên từ bạn. Nếu trong vô thức bạn nghĩ tới những câu như bạn nên làm thế này, không nên làm thế kia, nếu tôi là bạn, tôi sẽ làm như vậy, thì phải ngay lập tức dừng lại. Đừng tự phá bỏ hình ảnh của mình khi bạn còn chưa thực sự gây ấn tượng được với đối phương. Thứ 6, mang theo một người bạn đi cùng. Mỗi khi đi tới những nơi đông người như một sự kiện hay hội nghị, hay đơn giản chỉ là một bữa ăn tối với nhiều người lạ chẳng hạn, bạn sẽ cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều nếu đi cùng một người bạn thân thiết. Người bạn đó sẽ giúp bạn bớt cảm thấy lạc lõng khi mà bạn quá nhút nhát tự ti để mở lời bắt chuyện với bất cứ ai. Và thậm chí, một người bạn hoạt ngôn có thể giúp ích trong việc giới thiệu bạn tới những người xung quanh. Trong trường hợp không thể tìm được ai đi cùng mình, bạn hãy cố gắng tìm một người đồng hành ngay tại đám đông đó nhé. Có một người ở bên cạnh tương tác với mình, dù chỉ là những điều đơn giản nhưng sẽ giúp bạn bớt cảm giác sợ hãi và tự ti khi bị lạc lõng trong một đám đông xa lạ. Thứ 7, hãy nhớ rằng, bạn không phải người duy nhất thấy ngượng ngùng trong đám đông. Có thể bạn sẽ thấy mình là người hướng nội và dễ ngượng ngùng nhất trong bàn mà bạn ngồi. Nhưng ở trong góc khác của căn phòng, hay chỉ là ở bàn phía bên kia, chắc chắn cũng có một ai đó đang lo lắng bồn chồn ý như bạn vậy. Vậy thì thay vì ngồi yên một chỗ sợ hãi và xấu hổ, hãy đứng lên đi lại và cố gắng bắt đầu một cuộc đối thoại với bất kỳ ai. Có thể có người sẽ không thích bạn lắm, có thể có người cũng không để tâm bạn nói gì và cuộc bắt chuyện chẳng đi tới đâu. Nhưng đó cũng là cơ hội để bạn bắt đầu một cuộc trò chuyện và từ đó xây dựng một mối quan hệ vững chắc. Mở rộng mạng lưới kết nối của mình. Việc mở rộng mạng lưới quan hệ không chỉ phụ thuộc vào việc bạn có hướng ngoại, có hoạt ngôn hay không. Đó là việc xây dựng những mối quan hệ bền vững dựa trên sự tin tưởng, chân thành và sự thấu hiểu. Nếu bạn là người hay ngượng ngùng, tự ti, dễ xấu hổ và đang cảm thấy khó khăn trong việc tiếp xúc với những người lạ để bắt đầu những mối quan hệ mới thì tôi hy vọng video ngày hôm nay phần nào giúp bạn thoải mái và dễ dàng hơn khi tiếp cận người khác. Xây dựng và phát triển mạng lưới kết nối của mình. Bạn có thể xem thêm các video kiến thức của tôi tại YouTube channel Duy Anh Web hoặc website chính thức. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chúc các bạn một ngày làm việc hiệu quả. Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tặng tên miền hosting hotline tư vấn làm web 18006223 website duyanhweb.com.vn.